Con trai, con hãy nhớ công thức thành công mà bố tin tưởng. Ước mơ, cộng thất bại, cộng thử thách, bằng thành công. Tất nhiên, thất bại cũng có sức mạnh chết người của nó. Nó có thể khiến chúng ta tiêu tụy và suy sụp, mất tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường. Điều quan trọng là, con thấy thất bại là gì? Nhà phát minh thiên tài Thomas Edison, trước khi chiếu sáng văn phòng của ông Morgan bằng đèn điện, đã tiến hành tổng cộng hơn 10.000 thí nghiệm. Ở ông ấy, thất bại là phép thử của thành công. Cách đây 10 năm, một phóng viên trẻ của tờ New York Sun đã phỏng vấn ông ta. Ông Edison, phát minh hiện tại của ông đã thất bại 10.000 lần. Ông nghĩ gì về điều này? Edison nói với phóng viên bằng giọng điệu của người lớn tuổi. Chàng trai trẻ, hành trình cuộc đời của anh chỉ mới bắt đầu. Vì vậy, tôi xin tiết lộ một điều có ích cho tương lai của anh. Tôi đã không thất bại 10.000 lần. Tôi chỉ phát minh ra 10.000 phương pháp làm cho bóng đèn không sáng. Sức mạnh của tinh thần luôn lớn lao như vậy. Con à, nếu con tuyên bố phá sản tinh thần, con sẽ mất tất cả. Con cần biết rằng, sự nghiệp của con người cũng giống như một làn sóng. Nếu con bước lên sóng, thành công sẽ lao theo con. Và nếu con bỏ lỡ nó, con sẽ bị mắc kẹt trong những nông cạn và nỗi buồn trong phần còn lại của cuộc đời con. Thất bại là một kinh nghiệm học hỏi, con có thể biến nó trở thành bia mộ hoặc một bước đệm. Không có thành công nào mà không có thử thách, đừng dừng lại vì một thất bại, và đừng vì một thất bại mà đánh mất chính mình.